Bỏ bọc đâu, bỏ bọc trên sau. Thì tất nhiên Út phải cho con Út về trên này đó. Còn cái mà nói là kêu Hoàng Long phụng giữa rậu không, mà sao bây giờ đó, mà sao bây giờ tôi hỏi bà cái như là nó cũng quay về đó nó ở rồi, bà không giữ Long lại đi hả? Tôi nói ngày mai là bà Út gà bà lên bà khóc nữa cho coi, mấy ngày vừa qua đây quý bà con, trong cái đầu của bà đó 9 triệu chim sâu, tủ lạnh, máy giặt, tivi, và những cái vật dụng khác, trong đó có cái tủ áo quần, tất cả tần tật mọi cái bà cũng có cái ý định trong đầu rồi. Nó đưa vừa là cái chỗ đây để máy giặt nè, chỗ đây để thêm cái máy lạnh nè, chỗ đây gắn thêm cái tivi nè. Vô nhà như đại gia thôi, nhà cái như là chung là vắt tôn đấy, vào là tivi là để sáng chói, chỗ nào cũng có tivi. Nghe nói một tháng trả mấy trăm ngàn tiền điện mà ở quê đó. Cứ ăn xong rồi lên đấy, thật sự quý vị, cái bật tivi đấy, rồi cái như là bật máy quạt ở đấy, rồi cái như là xem tivi, rồi cái nắm mỏi mỏi rồi xuống ta mở tủ lạnh ra đấy, là cầm cái chai nước mát mát ta hút cho một phát, rồi ta lên ta bành ra ta nằm ta xem nữa. Tôi nói quý bà con, không tốn mướn lạ, tốn bình thường. Bây giờ cuộc sống của bà nghĩ hưởng thụ quá vậy. Người ta tuổi như bà, người ta đi ra lao động tớ mỡ, người ta ra người ta làm cái như là đầu tắt mặt tối để tìm cái miếng ăn. Mà bây giờ bà con thấy đi, cái này tôi nói một cái rất thực tế thôi. Từ lúc chim sâu xuất hiện trong nhà của bà có những cái tài lộc nó khủng khiếp không? Ngày xưa bà còn biết ra vạch lông gà kiếm ăn, bây giờ không cần vạch lông gà, bây giờ bà cứ vạch chim sâu là bà có ăn rồi. Lông gà nó to, ngày xưa con gà nó to. Thì bà vạch lông gà bà nghèo, nhưng bây giờ chim sâu có tí tẹo bé xíu thôi mà bà vạch chim sâu là bà làm giàu. Cái đời nó thấy có nhiều cái nó nghịch lý quý bà con. Nhỏ mà nó có vỏ nha, chứ không phải là cái chi này nha, nhỏ là cái gì không ăn thua nha. Chim sâu nhỏ vậy nhưng có vỏ, vạch chim sâu vẫn có tiền sống, vẫn có tiền xài. Bây giờ cái giai đoạn non nước, giả sử mình mới nói cách đây mấy ngày, hôm nay chim sâu Long Tứ nó quay gì đó, thì mình nói con mình, tao không cho mày đi. Tao lên cộng đồng mạng, tao nói rồi, tao cũng nhục đủ rồi. Bây giờ mày để cho tao nó phục hồi lại cái nhân cách của tao một chút tao coi. Cuối cùng là sao? Bây giờ nó thật sự thành con của bà, nó kéo cái nhân cách của bà là từ cái Đồng Tháp, nó kéo xuống cái đi bao nhiêu cung đường, nó mới kéo tài tới Vĩnh Long. Bây giờ cái nhân cách của bà nó như là nói thật sự một cái dây thun, lúc trùng lúc thẳng, bó tay ha. Mình là người mẹ, mình không cho con mình làm việc đấy, mình phải có những cái chế tài ngay, quyết liệt ngay. Không có cái chuyện bây giờ lại là bản thân mình lên nói đó, hôm nay tôi thấy cái mặt nó cũng lết xuống Vĩnh Long, nó vẫn là lên cũng dơ dơ dơ, cái gọi là cái bộ răng cái như là đầy cái khói thuốc của nó ra để nó cười nó khè, không rau quay mấy cái đó quý vị. Đấy, bây giờ lại là xuống đây là con út lợn, là nó tăng cường, nó gọi những kênh YouTube toàn kênh YouTube lớn không tới để mà quay chim sâu Long Tứ. Bà con thấy bây giờ không, thì có những kênh này đó quý vị, có những kênh này nó quay lên đó là cái cơ hội dịp Tết này là có khả thi. Chứ còn nếu như không có những kênh lớn nó quay lên, bây giờ kênh con út lợn quay lên là ai coi? Út lợn là cái cần nó quay lên một cái là mình chữ tét còi rồi, thì cao lắm đôi ba ngàn. Nhưng những kênh YouTube khác nó tới nó quay đó, thì nó thay đổi được cái clip, thay đổi được nhân vật, thì cái lượng khán giả nó sẽ tăng lên. Mà nó tăng lượng khán giả chắc ăn trong cái số khán giả sẽ có mạnh thường quân. Dùng chiêu cũ đổi người mới, đãi người mới. Thôi bây giờ giả sử con mình nó xuống đấy làm phiền người ta, mình cũng lên cộng đồng mạng mình nói rồi, mình cũng phân bua phân minh, cũng dậy nấy mà tuột quần rào, thì thâu bỏ đi. Bây giờ mình nói con của mình thâu chim sâu đi đâu đi, thì mày ở đây giống như những gì mình nói. Bây giờ là Long Tứ cũng chạy theo chim sâu, mình là người mẹ sao mà nó thật sự mà nhu nhược đến cái mức mà gọi là khiếp sợ như vậy. Mà bà này thật sự bà đâu phải là người nhu nhược, bà cố tình trở thành một người mẹ nhu nhược. Để cho con của mình nó đi, rồi bà nằm ở nhà. Tôi nói với bà con, hôm nay bà nằm ở nhà, bà ngáp, bà chờ dịp cuối năm nhiều mạnh thường quân ấy, họ hỉ xả lắm quý bà con. Dịp cuối năm nhiều mạnh thường quân ấy, nhất là cái Tết gọi là cái Tết cổ truyền dân tộc.
Nhiều người ở nước ngoài đó, họ cũng muốn về quê để ăn Tết nhưng họ không về được vì cái điều kiện công việc, công ăn việc làm của họ. Đó thì Trần nói thật sự, mấy cái ngày mà gần tới Tết đấy, nó quay lên cảnh chợ hoa rồi nó lên nó than Tết tới nơi mà không có tiền ăn, Tết tới nơi bây giờ không có tiền. Tôi nói quý bà con, nhiều người họ họ cầm làm không đậu, họ sẽ gửi tiền thôi. Đây là một trong những cái tôi đánh thẳng vô tâm lý của một số mạnh thường quân. Họ thấy họ thương với quý bà con, nhiều người đó thật sự Tết tư họ ăn không hết. Còn như chim sâu lâm tứ, chỉ cần nó lên đấy, nó mang cái mặt nó chài lên đấy, nó rên đấy là gặp ai, gặp út lợn nữa rồi, nó thêm đôi ba câu trời ơi tội hai con của tôi chưa, bắt đầu là rầu đó, vô đó, trúng bẩu đó, vô mánh đó, chuẩn bị là đựng bao đó, lấy bao mà đựng tiền đó. Khi mà một con người đó họ có những cái chiêu trò thủ đoạn thì họ sẵn sàng họ dùng, họ không có từ bỏ bất kỳ cái chi. Mà trong cái trường hợp này nó thật sự chỗ thằng Phong Râu cũng chẳng phải là kênh YouTube sạch sẽ gì, đúng không? Nó vì cái quyền lợi của nó, vì cái đồng tiền của nó thì nó cũng bất chấp thôi. Không biết hôm nay Phong Râu nó xuống nó có suy nghĩ chi hay không. Cái nhà vừa rầu mày anh tăng gia đâu phải là nằm vị trí đó, đúng không thằng cái như là Phong Râu, mà bây giờ mày xuống mày thấy rồi mày có đặt dấu hỏi hay không, rồi mày có tự nghĩ là cái chỗ đời thường nói đúng hay không. Tao nghĩ lũ bay bây giờ cái đầu óc lũ bay nó thật sự nó cũng chứa toàn bả đậu tụ hũ trong đấy không, cho nó chứa cái gọi là cái nhân lỡ nghĩa đâu, chứa uy tín đâu mà bay cả như là hỏi, đúng không? Dạng vô tri xuống nhìn thấy là không biết cái chi, dẫn lớp vô quay đúng rồi. Thấy khác lạ không? Khác lạ so với những cái gì mà mình chứng kiến trước kia. Thế ngày xưa mà bảo rằng tao ngồi ở nhà đấy là tao biết cái chi đó, rồi hôm nay là mày xuống rồi mày có khẳng định là những cái chi tao nói có sai hay không? Đó thằng Phong Râu, chứ mà được chưa? Đó. Hay là nói thật sự mày nói cái chỗ đây, ở chỗ đây là nó thật sự ngày xưa, xin lỗi anh đời thường cho em quên cái mồ tổ em cũng đang nằm chỗ đây mà em quên. Cho nên bây giờ chuyển đi đây là do để tránh mồ tổ của em, là ý kiến cá nhân của em đó, chứ còn lâm tứ chim sâu chị nuôi không có cái ý kiến chi đâu, đây là em xin người ta chuyển để tránh mồ tổ em ra đó. Có một cái vùng đất ngang bằng tay mà con thấy bây giờ nhiều mồ tổ mà chôn đấy không? Út lợn nè, anh chị nuôi nè, bây giờ thêm cả thằng Phong Râu nè. Bây đi tới tận nơi, bây quay hoàn cảnh, bây không xác minh cái giống ơ gì hết, rồi quay lên rồi chê người này, trách người kia. Bảo rằng ở nhà, ở đồ, không có một ngày nào đi ra đường thế này, thế nọ. Giang lúc bây cũng tàu lao hết sức luôn chứ. Mà nói không ai nói. Tại vì mai là. Bây giờ nói là kêu thằng Long đi về dưới đi, cất nhà cất cửa Trần Long ở đó, thằng Long nó nghe lời như vậy là nó đi về dưới nó ở đó. Thì bây giờ nếu mà mai nói là bảo bọc mình chim sâu thì tự giác muốn lên đây là kêu con chim con Phụng đi về dưới đi, Út không có chứa chấp Phụng ở trong nhà đó. Bây giờ đây cái nết nó vẫn như ngày nào thôi, chứ thật sự quý vị không có phải là đã thay đổi cái nết đâu. Đấy kiểu là cướp của đấy. Vừa ăn cướp vừa lo làng đấy, tôi nói thẳng bà Út gà đấy, kiểu giống như là vừa ăn cướp vừa lo làng, đây là cướp cái gọi là cái công sức của chim sâu ở trong căn nhà đó, cướp một cách trắng trợn. Còn chơi kiểu bà chơi là chí phèo, bà chứng minh đi, bà chứng minh bà có cái số tiền bà làm căn nhà đó đi, bà Út gà. Chứ tôi nhìn thấy là cũng có nhiều người cũng gọi tôi lắm rồi. Bà chứng minh bây giờ, bà chứng minh đi, cái chỗ mà nhà tình thương của bà đấy, cái biển đâu. Rồi bà nói bà thêm vô mấy chục triệu, bà tàu lao. Có nhiều cái kênh YouTube nó quay bà nhận tiền bà, cái mặt của bà nó thật sự bà tươi cười nó hớn hở lắm. Bà nhận tiền của người ta, cái mặt của bà nó rạng ngời lắm. Mà bây giờ bà nghĩ sao? Chim sâu là một trong những cái cầu nối mà để cho bà tiếp cận gần mạnh thường quân hơn. Bà ăn được những đồng tiền như vậy đó, rồi bà quay sang bà chà đạp, bà chỉ trích chim sâu, bà đòi đá chim sâu ra khỏi nhà. Rồi bà tiếp tục bà dùng những cái chiêu trò để phối hợp với đám ba dơ chỗ con Út lợn.
À, rồi để mong rằng có cái nhà mới, có lô đất mới cho con của bà, cũng tham ít không quý bà con, bà cũng ít tham hết chứ, được không? Chứ còn nếu mà một người mẹ họ tham thì nó thật sự dễ chi họ để cho Lâm Tứ đi. Con là tài sản vô giá mà, được không? Con là tài sản vô giá. À, nếu mà bà không tham, bà ôm Long lại, dễ chi để Long xuống đó. Đằng này bà tham quá trời quá đất luôn. Bà cứ nghĩ rằng những cái tài sản mà có giá hiện hữu, chứ còn những cái vô giá là thực sự bán không được. Đấy, cho nên bà là cái như là tính cái bài là để đẩy Long xuống đó để kiếm một căn nhà mới nữa, mưu mô dữ dằn luôn quý vị. Bây giờ lên khóc lóc, lên tức Mai. Tôi nói bà với Mai Dù với Út Lợn với Long Tứ là chung là cái bài đây là đã tính tước rầu, đừng có xem như là anh không được của tiền mạnh thường quân đó, rồi bây giờ lên đó rồi người này trách người kia, người ta chỉ người nọ. Ủa, trước cuộc sống yên bình vậy sao không chỉ đi hả? Trước cuộc sống mà nói chung nó chưa xì ra cái chuyện mà cái căn nhà là nằm trên cái vùng đất dự án, sao không chỉ qua lại đi? Lên đó rồi còn nó còn khẳng định đất của nó, tất cả mọi cái. Đến bây giờ bà con thấy đi. Vừa rồi tôi nói là cái như là cái chỗ con mà cái chỗ con chim sâu đó, nó đang cái đòi tiền đấy, nó đang đòi tiền đấy, là bà con nghĩ đi, con Út Lợn nó có nhục hay không? Giờ trả con người ta gì đấy nó phải trả tiền đấy. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, tiền con Út Lợn bây giờ trong tài khoản còn đủ 9 triệu không Út Lợn? Đem trả chim sâu hay chứ đó, còn đủ 9 triệu đem trả cho chim sâu đó. Bây giờ là chơi bài dụ thôi. Bà con thấy tết rồi chị sẽ gửi tiền về cho con, gửi qua cho mẹ, mẹ giữ cho con. Chô cha, ai chứ gặp người mẹ đây có tin nổi không quý vị? Gặp người mẹ đây tôi thấy là cũng hơi căng đấy. Gặp người mẹ đây nó thật sự quý con là một đi không bao giờ trở lại đó. Đấy, tiền của người ta còn đang giữ đó, lo mà trả hết cho người ta đi, trả cho nó cuộc sống bình yên đi. Đấy, chứ mày bây giờ nó thật sự còn cố đấm ăn xôi, bảo rằng không đuổi, bảo rằng không đuổi, chỉ cần mày mặt thằng Lâm Tứ không có cung cấp ở đây tiền, mà cái như là chung là ngày nào mày cũng cho nó 200.000 đó, mà bây giờ mày không đưa đi rồi tối đó là mày sẽ hiểu cái cảnh hờ hững liền đó. Và mày không đưa nữa là bó của chạy lấy người liền, cho nó ở đấy nó được cái chạy đó không, ở đó nhiều lúc phục vụ miễn phí hả, nó đâu có dạy đấy. Rồi mấy ngày vừa qua nó về cái như là nó về Đồng Tháp, rồi bây giờ năn nỉ điện, năn nỉ hứa hẹn lên cái gì, tôi đang nghi ngờ lắm quý vị. Điện năn nỉ hứa hẹn thâu, bây giờ mình vẫn như xưa nhân con, như em chứ. Bây giờ mình vẫn như xưa nhân em, tất cả cái quyền lợi không thay đổi. Bây giờ chưa, bà con thấy bây giờ chưa đấy, bọn này nó thật sự nó quằn qua quằn lại, quằn qua quằn lại trong mặt luôn. Làm cái chi, ai cũng có thân có cánh, ai cũng có cái gọi là bây giờ cái bản thân của mình có trách nhiệm mình lo chứ. Cứ lên cộng đồng mạng ấy, rồi cứ chờ đợi cộng đồng mạng, nhất là những ngày gần tết đây quý bà con, trời ơi nó tung lên những kênh lớn, nó quay mất nhục luôn quý vị. Nó quay mà nó thật sự cái thằng phong râu nó quay mà nó thật sự quý bà con, nó quay cái chi nó cũng quay tranh thủ dữ dằn luôn. Đó, rồi vài bữa Mạnh Thường Quân là đổ tiền nữa cho coi, tôi nói bà con cẩn thận đi, cái lũ này nó không có tốt lành gì đâu. Ngày tết ngày tư đó bắt đầu chuẩn bị ra, nó quay cảnh chợ hoa cái Lâm Tứ trên sau mà ngồi cái mặt ù ù đó là chắc anh nhận tiền rồi đó. Lúc đấy là có tiền đó. Ở trong súng ngày xưa cũng vậy đó. Cứ gần tới ngày tết tới nơi là đem bầy con ra, bắt đầu nó quay phim đó. Gần tết tới nơi là bắt đầu đem bầy con ra quay phim. Rồi có những cái rên rỉ đó, rồi gửi lên một phát, bắt đầu là Mạnh Thường Quân là trút tiền về. Đấy, thì bây giờ Út Lợn như vậy thôi, tết nhất tới nơi bắt đầu không chơi cái chi thì phải đưa chim sâu ra chơi thôi. Đưa chim sâu Lâm Tứ ra quay rồi bây giờ gọi những kênh lớn quay để có cái sự lan tỏa. Đấy, cho tôi nói quý bà con cái câu chuyện này, bản chất Út Lợn là nó đã lộ như là ban ngày rồi, không còn cái chi mà gọi là tránh né được nữa cả. Đấy, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. Đây là một trong những dấu hiệu cố đấm ăn xôi bất chấp quá.
thật sự vì đồng tiền bọn này nó thật sự cuối cùng nó bán rẻ lương tâm đó. Chứ còn nếu mấy người khác họ mà có một cái sự liêm sĩ vẫn còn đó, họ dị lắm quý vị, họ dị, họ nhục, họ không có dám lên mạng ở đâu, nhất là họ quay lại chim sâu, họ không dám lên đâu, đúng không? Bây giờ chim sâu bà con thấy là thằng nào vô quay đó phải trả tiền đó. Vô quay đó 500 Út Lợn bảo rằng bây giờ quay là tùy tâm, ai cho đừng có hỏi, đừng có xin. Mình là người lịch sự mà, đúng không? Út Lợn là người lịch sự quá trời luôn đấy. Cho nó đào tạo ra chim sâu bà con thấy không? Chỉ không có chi ngoài có tiền là nó không bao giờ nó quên. Út Lợn lịch sự dễ sợ luôn à. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Đời Thường TV cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tạm biệt tất cả các bà con và hẹn lại bà con vào cái chương trình này tiếp theo nhé. Bà con vui lòng cho Lăng Phan Sài Gòn, cho Đời Thường TV một lượt like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Đời Thường. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.